sau khi nhận được sự cho phép từ Quốc hội hôm qua 30 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phát động chiến dịch không kích nhằm vào IS tại Syria. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 20 chuyến bay bắn trúng 8 mục tiêu của IS, trong đó bao gồm một sở chỉ huy, một trung tâm điều khiển cùng nhiều phương tiện quân sự của IS. Chiến dịch không kích này đã ngay lập tức vấp phải sự hoài nghi của Hoa Kỳ cũng như một số nước đồng minh cho rằng Moscow chỉ đang muốn củng cố vị thế của Tổng thống Syria Assad do lo ngại sẽ bị mất đi vai trò của mình trong khu vực nếu Assad bị thất thủ. Các cuộc không kích chỉ là tạm thời và sẽ giới hạn. Tôi hy vọng rằng ông Assad hiểu điều này và cần chuẩn bị sẵn sàng cho một sự chuyển giao chính trị và chấp nhận thỏa hiệp vì lợi ích của quốc gia và người dân Syria. Nga đang hành động để tăng cường sự ủng hộ đối với ông Assad. Việc này cũng cho thấy họ đang lo ngại về việc mất đi tầm ảnh hưởng tại một quốc gia thân tín tại khu vực Trung Đông. Chúng tôi đã đáp trả lời kêu gọi hỗ trợ quân sự từ Tổng thống hợp pháp của Syria, Assad. Nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ cần tới bộ binh, bởi quân đội Assad hoàn toàn đủ năng lực chiến đấu. Hiện thời chúng tôi chủ yếu đưa lực lượng không quân tới để thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của IS tại Syria. Có một sự mâu thuẫn lớn trong quan điểm và hành động của Nga tại Syria. Nga nói rằng mục đích là chống IS, nhưng mặt khác là ra tay hành động nhằm hậu thuẫn chính quyền của ông Assad. Chiến đấu chống IS mà không đi kèm một sự chuyển giao chính trị chỉ làm tăng nguy cơ leo thang xung đột tại Syria. Tất cả đều đã được Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Đừng có nghe Lầu Năm Góc nói gì về các cuộc không kích. Cuộc không kích của Nga như một lời thách thức buộc Hoa Kỳ phải tìm ra một chiến lược mới để hoàn thành mục tiêu tại Syria, đồng thời phải thừa nhận thực tế rằng sự xuất hiện của Nga tại Syria là không thể tránh khỏi.